Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi là ký sinh trùng Yojusit và tôi sẽ tìm ký sinh vào cơ thể của loài sói. Cụ thể câu chuyện như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Anh ơi, em lại đau bụng đẻ nữa rồi. Trời đất ơi, lúc nãy vừa mới đẻ một đứa, bây giờ lại đẻ nữa à? Thôi, cố gắng lên đi em, cố gắng lên, rồi chúng ta còn phải gấp rút lên đường nữa. Thì em đang cố đây. Ra rồi, hay quá. Và đó là cách mà tôi chào đời. Nhưng khác với những cha mẹ khác, vừa mới sinh con ra là cho con bú, thì cha mẹ của tôi lại hất hủi tôi, bảo tôi không được khóc nhè, không được tiểu trong quần, mà phải mạnh mẽ tìm một chú thể nào đó để ký sinh hút dinh dưỡng. Đúng đó, loài của chúng ta là như vậy. Bằng mọi cách con phải tìm cho mình một chú thể ký sinh vào đó, rồi sau đó điều khiển nó ăn thịt những động vật khác thì mới có thể bổ sung dinh dưỡng vào trong cơ thể của mình được. Còn nếu con cứ ở ngoài như thế này không tìm được chú thể, chắc chắn trong một thời gian ngắn con sẽ chết. Tôi cũng đã hiểu ra vấn đề, nhưng mà tôi mới đẻ vô cùng yếu ớt thì làm sao mà có thể tìm một chủ thể rồi ký sinh vào bên trong đó được chứ? Loài của chúng ta mặc dù nhỏ bé nhưng vô cùng thông minh và xảo quyệt. Không trực tiếp được thì con phải dùng bẫy, động não lên đi. Thôi được rồi, cha mẹ phải đi đây, con tự lo liệu cuộc đời của mình đi. Tôi cũng không biết tôi có phải là con của họ hay không, hay tôi chỉ là sản phẩm vui chơi qua đường mà họ đẻ ra rồi vứt lại ở đây. Thôi được rồi các bạn à, bây giờ tôi phải cố gắng tạo ra một cái bẫy để dẫn dụ một sinh vật lại gần rồi chiếm đoạt thân xác của nó. Cái gì? Con sói già kia, ngươi muốn gia nhập bầy đàn của bọn ta? Nhìn ngươi kìa, đi đứng còn không nổi thì làm ăn được gì? Làm ơn đi, cho tôi gia nhập vào bầy đàn, nếu không tôi sẽ chết đói mất. Tôi sẽ phụ mấy người nấu nướng thức ăn, rồi dọn dẹp hang ổ nữa. Không cần, bọn ta ở dơ quen rồi, với lại bọn ta toàn ăn thịt sống. Nhưng bọn ta sẽ cho ngươi ở lại với một điều kiện, hãy trở thành thức ăn của bọn ta đi con sói già kia. Có lẽ như vậy ngươi sẽ còn một chút lợi ích đối với chúng ta. Gì chứ? Lũ chết tiệt này, ta bị lạc nè. Ta chỉ muốn nương tựa các ngươi thôi. Các ngươi lại muốn ăn thịt ta, ăn thịt đồng loại. Đúng là lũ biến thái khó kiếm mà. Bọn ta là lan sói mà, làm gì có lòng dạ chứ. Mau đứng lại cho bọn ta ăn thịt đi. Mệt quá, mình đói quá. Gì thế này? Sao đây là có nhiều thịt thế này? Hay quá, không biết là của ai, nhưng mình chịu hết nổi rồi. Mình phải ăn một chút mới được. Ngon quá. Vâng, thưa các bạn, những miếng thịt này không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó chính là cái bẫy của tôi đã dặn ra. Tôi đã tìm kiếm những xác của động vật đã chết và tập hợp về đây. Không, chờ một con mồi nào đó, tôi cắn cầu. Và cuối cùng con sói già này đã mắc bẫy. Bẫy gì chứ? Con ngươi là thứ kinh dị gì đây? Ngươi muốn gì hết ta? Hình như con sói này đã rất già, răng của nó còn muốn rụng hết nữa kìa. Lông tay lông chân, đặc biệt là lông nách, cũng không còn cậu nào. Nhưng thôi, bây giờ tôi cũng rất là nhỏ, tôi cần phải có một chủ thể ký sinh. Nếu kéo dài thời gian tôi sẽ chết mất, đành phải chọn nó vậy. Cái gì? Ngươi chọn ta? Ta không phải là ký sinh trùng giống như ngươi đâu, mà ngươi muốn lấy ta làm vợ. Khoan, ngươi là ký sinh trùng, không lẽ ngươi muốn ký sinh vào ta, chiếm đoạt cơ thể của ta, đúng không? Không. Khi mà con sói già này nhận biết được tôi là ai và sắp sẽ xảy ra chuyện gì với nó vô cùng hoảng loạn, chạy tứ tung khắp mọi nơi. Nhưng nó không hề biết rằng cái bẫy mà tôi đã đặt ra vô cùng hoàn hảo. Thứ nhất, cơ thể của nó đã già. Thứ hai, nó đã ăn quá nhiều thịt thối mà tôi đã đặt ra, khiến cho người nó càng thêm chậm chạp, trì trệ.
Tôi lúc này cũng nhanh chóng tiến gần và phóng vào người của nó, chui vào trong da của nó và điều khiển hệ thần kinh của nó. Cuối cùng tôi đã làm được rồi. Cuối cùng tôi cũng đã có được một chủ thể mới rồi. Chủ thể sói Zoonosis. Được rồi, được rồi. Mấy ngày rồi tôi chưa có tí dinh dưỡng nào vào bụng. Chết tiệt, đói lả hết cả người. Tôi phải nhanh chóng đi xung quanh này coi có động vật nào đó hay không. Phải nhai đầu bọn chúng ngay lập tức, bồi dưỡng dinh dưỡng vào trong cơ thể của tôi mới được. Hả? Hình như có mùi lạ. Đúng rồi, là mùi của con sói già hồi nãy. Nó to gan dám quay lại hay sao? Bây giờ tôi không phải là một con ký sinh trùng hay là một con sói già tầm thường nữa, mà tôi đã trở thành một quái vật sói rồi cho xích dữ tợn. Lũ lang sói ngu ngốc này tưởng đâu tôi dễ ăn liền lao tới, kết quả bọn chúng đã bị tôi ăn thịt sạch sẽ. Chú tệ ơi, chú tệ ơi, ngài có ở đây không? Cứu, cứu chúng tôi với. Có chuyện gì mà ngươi tới tận đây quấy rầy ta tu luyện thế này? Có một con sói già kinh dị gớm ghiếc, nó đã xé xác ăn thịt rất nhiều loài lang sói của chúng tôi. Chúng tôi không thể nào chống lại nó, xin ngài ra mặt giúp đỡ. Gì chứ, một con sói già mà cả bầy các người không thể nào chống lại à? Thật vô lý. Nhưng đó là sự thật. Nó từ bên ngoài giết chết một bầy lang sói, rồi sau đó đột nhập vào trung tâm của chúng tôi, cắn xé giết chết rất nhiều sói cái và sói con. Chúng tôi không ai là đối thủ của nó cả. Chết tiệt, sao ngươi càng nói ta nghe càng vô lý quá vậy. Thôi được rồi, ta sẽ đi xem thử coi như thế nào. Hay quá, hay quá, là sói của chúng tôi được cứu rồi. Hả? Sao mùi máu tươi nồng nặc thế này? Chết tiệt, những cơ thể sói bị phân ra xẻ thịt. Hả? Chết tiệt, thứ đó đằng kia. Tôi sau khi ăn thịt một bầy sói thì năng lượng của tôi càng tràn trề. Tôi đã xông vào lãnh địa của bọn chúng, tàn sát và ăn hết tất cả mọi thứ. Lúc này có vẻ như bọn chúng đã cầu cứu ai đó, và thứ đó xuất hiện thành linh trước mặt của tôi. Nhưng tôi nhìn thấy thứ đó, tôi vô cùng bất ngờ và vô cùng thèm thuồng cơ thể của nó. Nhìn nó kìa các bạn. Trời đất ơi, nó là một con thần thoại sói. Wow, nhìn nó đẹp quá, nhìn nó to lớn và vô cùng mạnh mẽ. Nếu tôi ký sinh chiếm được cơ thể của nó, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Ngươi nói cái gì? Gì mà ký sinh? Hả? Không lẽ cơ thể của con sói già này có thứ gì đó bên trong điều khiển à? Có vẻ con thần thoại sói này đã biết thân phận của tôi là ai. Nhưng nhìn nó hấp dẫn quá, bây giờ tôi phải tìm cách tạo ra một cái bẫy để nó mắc bẫy, rồi nó sẽ lọt vào tay của tôi. Không lẽ con sói già này đã bị ngươi chính là ký sinh trùng cho xích chiếm lấy cơ thể? Khốn kiếp, ta đã nghe về loại ký sinh trùng này từ lâu, hôm nay mới được chứng kiến. Vậy thì ta sẽ thay thế cho loài sói, tiêu diệt thứ ký sinh trùng bẩn thỉu cho ngươi, giết chết ngươi, đẩy ngươi ra khỏi cơ thể của con sói già này. Wow, tôi càng chiến đấu với nó tôi càng mê nó. Nó đúng là một con thần thoại sói đặc biệt. Cơ thể của nó tỏ ra một luồng hơi lạnh vô cùng khủng khiếp. Quá tuyệt vời. Được rồi, nhanh chóng nào tìm ra cách để khống chế nó thôi. Chết tiệt, người mơ giữa bạn này à? Khốn kiếp, thật đáng đời. Đừng đi. Xin ngươi đừng đi. Chết tiệt, ngươi chưa chết hay sao? Ta còn một tâm nguyện cuối cùng. Ngươi có thể giúp ta được không? Tâm nguyện của ngươi à? Hãy xuống địa ngục đi. Như thế này, con gì vậy? Nó chui vào người của mình rồi. Một lần nữa, cái bẫy của tôi lại vô cùng hữu hiệu. Tôi đã giả chết và lợi dụng sự không tập trung của nó
đã thoát ra khỏi cơ thể của con sói vô chỗ xích kia và nhảy vào người của con sói thần thoại này. Cuối cùng tôi đã đoạt được cơ thể của nó.